Khi vi cùng kính đem bằng cơ thể hoặc trung cùng tội tam bảo. Vì trì Trung Hoa cúng dường như Pháp, nguyện có luân cơ này biến mãn các người tu cúng dường tất cả Phật. Con Pháp có tiền thánh vô biên trong cõi Phật lỡ lòng sớm. Tất cả Phật Pháp Văn Bảo để từng biến mãn đều một Pháp lên. Nguyện khiến hoa này đồng như các Pháp Thánh phổ hơn tất cả các cõi Phật cúng dường lòng sớm. Dùng một cúng dường tất cả người tu lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả các hương hoa an lạc, tràng quan, vợ cái, các đẳng số quý báu vi diệu, vô số âm nhạc, ánh sáng, nhạc nén, ẩm thực, y phục, hòa cổ thuốc men cho đến tất cả nhiệm vụ cúng dường ra nguyên tận khắp mười phương. Hình dung cái tượng về cùng chung với tất cả chúng sanh cũng biết cúng dường. Trong cái thế giới có người tôi cúng dường, hôm nay con xin thừa nghĩ, nếu người cho tôi cúng dường được dẫn dắt khiến họ tôi cúng dường, và miệng thân con trong có thể biết khóc các cõi nước ở hôm nay có Phật Pháp Tăng. Đều dùng tất cả những nhiệm vụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh cũng biết. Con dường như tất cả các thân, các thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, như pháp và tất cả các sự của chư Phật. Con dường tất cả các hạnh và nơi thiết pháp. Con dường tất cả hiền thánh tâm trung. Nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế thì nhận được thành tựu lục ban hoặc tứ vô lượng tâm kiểu sau tất cả pháp không tịch tỉnh, không sanh không diệt, một vị bình đẳng thì hiền thanh tịnh có các minh mã. Cúng dường xong tất cả cung kính. Thế đồng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế đồng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thị Đẳng Vô Cấu Thất Phật. Nam Mô Tỳ Bà Thị Đẳng Vô Cấu Thất Phật. Nam Mô Tỳ Bà Thị Đẳng Vô Cấu Thất Phật. Thế đồng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng Ngũ Thập Tam Phật. Thế đồng thỉnh Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, như pháp, nhất thiết hữu sự. Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, như pháp, nhất thiết hữu sự. Nam Mô Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, xá lợi, hình tượng, phù đồ, như pháp, nhất thiết hữu sự. Thế đồng thỉnh Nam Mô Thập Phương Lâm Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Thập Phương Lâm Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nam Mô Thập Phương Lâm Thế Nhất Thiết Chư Phật. Thế đồng thỉnh Nam Mô Kim Sám Thiện Ác Thiện Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nam Mô Kim Sám Thiện Ác Thiện Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Nam Mô Kim Sám Thiện Ác Thiện Báo Kinh Vi Diệu Pháp Tạng. Thế đồng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Pháp Tạng. Thế đồng thỉnh Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hình Thánh. Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hình Thánh. Nam Mô Thập Phương Nhất Thiết Hình Thánh. Thế đồng thỉnh Nam Mô Kim Tịnh Tín Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Kim Tịnh Tín Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Kim Tịnh Tín Bồ Tát Ma Tát. Thế đồng thỉnh Nam Mô Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Di Đà Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Thế đồng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thế đồng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thế đồng thỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Thế đồng thỉnh Phẩm Tích Kinh Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giàu Lâm Đồng Hội Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Công Chúng. Thế đồng thỉnh Phẩm Tích Kinh Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giàu Lâm Đồng Hội Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Công Chúng. Thế đồng thỉnh Phẩm Tích Kinh Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giàu Lâm Đồng Hội Chánh Pháp Giả Nhất Thiết Công Chúng. Di nguyện với tất cả từ phụ các Phật thế tôn ngũ thập tam Phật, tất cả các bậc giác ngộ thân tâm đạo nhãn thế ngay vô ngại thần thông tự tại qua lâm đạo tràng giúp phụ chúng con kiến hành đại tín. Di nguyện với tất cả từ phụ các Phật thế tôn ngũ thập tam Phật, tất cả các một giấc ngủ, thơ con đồng nhãn, thế nghe vô ngại, thần phong tự tại. Qua lâu hỏi rằng, giết khẩu tiếng con, giết hồn tự tính. Di quyền đến ca tự khổ, các Phật, Thế Tôn, ngũ thập tam Phật, tất cả có một giấc ngủ. Thơ con đồng nhãn, thế nghe vô ngại, thần phong tự tại. Qua lâu hỏi rằng, giết khẩu tiếng con, giết hồn tự tính. Nhân sáu thì óc thì có phương tinh, tất cả lực phương bất hạnh, tâm hình từ trên bất tính. Chọn có phương con với việc đạo đàm, nhiệm có cũng nhiều. Nhân sáu thì óc thì có phương tinh, tất cả lực phương bất hạnh, tâm hình từ trên bất tính. Chọn có phương con với việc đạo đàm, nhiệm có cũng nhiều. Nhân sáu thì óc thì có phương tinh, tất cả lực phương bất hạnh, tâm hình từ trên bất tính. Chọn có phương con với việc đạo đàm, nhiệm có cũng nhiều. Nhân tình tiến bồ tát, kiến bồ tát, cùng quán nguyên bồ tát, lực phương tất cả hiện hết. Con sợ từ bi, cô lâm quốc họ, con số không hộ chứ hình pháp của con. Khi mình tiếng Bồ Tát, tiếng Bồ Tát, thần quán thân Bồ Tát, mười phương tất cả hiền pháp. Con sợ từ bi, cô lâm quốc họ, con số không hộ chứ hình pháp của con. Khi mình tiếng Bồ Tát, tiếng Bồ Tát, thần quán thân Bồ Tát, mười phương tất cả hiền pháp. Con sợ từ bi, cô lâm quốc họ, con số không hộ chứ hình pháp của con. Việc ở Bồ Tát, Nam Tát, thường một có thế làm vật kiểm nhất là kết thúc. Nhìn lời nhìn nhằm các ủ những chánh nghiệp rồi có thiết hại cũng tưởng lòng kinh nghiệm sâu sắc. Đại từ đại bi không ngờ bốn nguyện phóng đại quang minh còn đầy sáng nguyện như không. Vì đạo Bồ Tát Ma Tát là một cố thế là một giảng giác đại trí tuệ. Không nhìn lời nhị nhằm các ủ những chánh nghiệp rồi có thiết hại cũng tưởng lòng kinh nghiệm sâu sắc. Đại từ đại bi không ngờ bốn nguyện phóng đại quang minh còn đầy sáng nguyện như không. Vì đạo Bồ Tát Ma Tát là một cố thế là một giảng giác đại trí tuệ. Không nhìn lời nhị nhằm các ủ những chánh nghiệp rồi có thiết hại cũng tưởng lòng kinh nghiệm sâu sắc. Đại từ đại bi không là bốn nguyện phóng đại quang minh tròn đầy số nguyện hay không? Còn có thiên long và long chân thể thì phần đời thánh của con đều ủng hộ rằng hai bác hoa chiến thì từng khiết sở tu của con từ tận hành tội. Còn có thiên long và long chân thể thì phần đời thánh của con đều ủng hộ rằng hai bác hoa chiến thì từng khiết sở tu của con từ tận hành tội. Còn có thiên long và long chân thể thì phần đời thánh của con đều ủng hộ rằng hai bác hoa chiến thì từng khiết sở tu của con từ tận hành tội. Con nghe trong giảng đến những tri ân đức chân thật vô biên, được phát các cuộc tình tâm không kể chính tệ, từng tu vô lượng phước nay được lễ Thế Tôn, nguyện trong vô lượng kiếp từng tu có nhiều. Thế Tôn nói lễ quốc tế thì vào chư Phật. Thế Tôn nói lễ thì tiếp Phật. Thế Tôn nói lễ thì sát của Phật. Thế Tôn nói lễ câu lưu tôn Phật. Thế Tôn nói lễ câu Na Hàm Mô Ni Phật. Thế Tôn nói lễ Tha Diếp Phật. Thế Tôn nói lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế Tôn nói lễ Phổ Quang Phật. Thế Tôn nói lễ Phổ Năng Phật. Thế Tôn nói lễ Phổ Tịnh Phật. Thế Tôn nói lễ Nam Ma Và Chiên Đàn Hương Phật. Thế Tôn nói lễ Chiên Đàn Quang Phật. Thế Tôn nói lễ Ma Ni Tràng Phật. Thế Tôn nói lễ Hoa Mỹ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Thế Tôn nói lễ Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thường Đại Tinh Tấn Phật. Thế Tôn nói lễ Ma Ni Tràng Văn Quang Phật. Thế Tôn nói lễ Huệ Phật Chí Phật. Thế Tôn nói lễ Hải Đức Quang Minh Phật. Thế Tôn nói lễ Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật. Thế Tôn nói lễ Đại Cường Tinh Tấn Nhẫn Mạnh Phật. Thế Tôn nói lễ Đại Bi Quang Phật. Lễ Phật Quang Phật. Thế còn môn lễ từ tạm rồi. Thế còn môn lễ chuyên làm cốt cam yên thắng Phật. Thế còn môn lễ hiện thiện của Phật. Thế còn môn lễ thiện ý Phật. Thế còn môn lễ quảng trang nghiêm luôn Phật. Thế là vấn lễ thiên hoa quang Phật. Thế là vấn lễ quả cáo phong từ tại lục phương Phật. Thế là vấn lễ hư phong bỏ hoa quang Phật. Thế là vấn lễ lưu ly trang nghiêm vương Phật. Thế là môn lễ phổ hiện sắc thân quang Phật. Thế là môn lễ bất động trí quang Phật. Thế là môn lễ hồng phục trí ma vương Phật. Thế là môn lễ tài quang minh Phật. Thế là môn lễ trí huệ thắng Phật. Thế là vấn lễ Di Lạc Tiên Quang Phật. Thế là vấn lễ Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật. Thế là vấn lễ Thế Tịnh Quang Phật. Thế là vấn lễ Long Chuẩn Thượng Tôn Vương Phật. Thế là môn lễ Nhật Nguyệt Quang Phật. Thế là môn lễ Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Thế là môn lễ Nguyệt Hoàng Thánh Vương Phật. Thế là môn lễ Sư Thống Tự Tại Lục Vương Phật. Thế là môn lễ Diệu Âm Thắng Phật. Thế là môn lễ Thường Quang Tràng Phật. Thế là môn lễ Quang Thế Đăng Phật. Thế là môn lễ Hệ Oai Đăng Vương Phật. Thế là môn lễ Pháp Thắng Vương Phật. Thế là môn lễ Tư Di Quang Phật. Thế là môn lễ Tư Minh An Hoa Quang Phật. Thế là môn lễ Tu Đàn Bát Ra Hoa Phật Thánh Vương Phật. Thế là môn lễ Đại Tuệ Lục Vương Phật. Thế là môn lễ An Xuất Tỳ Hoan Hỷ Quang Phật. Thế là môn lễ Cô Lượng An Thân Vương Phật. Thế là môn lễ Hoài Quang Phật. Thế là môn lễ Thiên Hải Quang Phật. Thế là môn lễ Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật. Thế là môn lễ Đại Thông Quang Phật. Thế là môn lễ Liên Tiếp Pháp Tràng Mãn Vương Phật. Thế là môn lễ Đăng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, sao lại hình tượng phù đồ với pháp như thế mà sự. Thế là môn lễ Đăng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, sao lại hình tượng phù đồ với pháp như thế mà sự. Thế là môn lễ Đăng Phương Nhất Thiết Chư Phật sở hữu sắc thân, Sao lại hình tượng phù đồ như pháp như thế sao? Nếu mà nói lễ Phật hay Nam Phương như thế thì Phật sẽ đủ sắc phong. Sao lại hình tượng phù đồ như pháp như thế sao? Nếu mà nói lễ Tây Phương như thế thì Phật sẽ đủ sắc phong. Sao lại hình tượng phù đồ như pháp như thế sao? Nếu là nói lễ Tây Bắc Phương nghĩa thế tiêu Phật sở hữu sắc phong, sao lại hình tượng phù đồ với tháp nghĩa thế của sự? Nếu là nói lễ Bắc Phương nghĩa thế tiêu Phật sở hữu sắc phong, sao lại hình tượng phù đồ với tháp nghĩa thế của sự? Nếu là nói lễ Đông Bắc Phương nghĩa thế tiêu Phật sở hữu sắc phong, sao lại hình tượng phù đồ với tháp nghĩa thế của sự? Thế là nói lễ Hạ Phương biết thích tiêu Phật sở hữu sắc phong, sao lại hình tượng phù đồ với thói biết thích thực sự? Thế là nói lễ Thượng Phương biết thích tiêu Phật sở hữu sắc phong, sao lại hình tượng phù đồ với thói biết thích thực sự? Thế là nói lễ Hạ Phương Tam Thế biết thích tiêu Phật. Thế là nói lễ Phật Phương với thế Pháp Phật. Thế là nói lễ Phật Phương với thế Pháp Phật. Thế là nói lễ Phật Phương với thế Pháp Phật. Thế là nói lễ Kim Sát thì nó chỉ có tên viên diệu Pháp Phật. Thế là nói lễ Thập Phương với thí Hiền Thánh. Thế là nói lễ Thập Phương với thí Hiền Thánh. Thế là nói lễ Thập Phương với thí Hiền Thánh. Thế là nói lễ Kiên Tịnh Tín Bồ Tát Ma Tát. Thế là nói lễ Ví Bồ Tát, Quán Thân Bồ Tát, Ma Tát. Thế là nói lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Tát. Thế là nói lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Tát. Thế là nói lễ Địa Tạng Bồ Tát, Ma Tát. Con đệ tử Huyền Trúc nhất tâm ngưỡng cáo Địa Tạng Tự Tôn Thập Phương Tam Bảo. Đệ tử quá khứ tinh phạm, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, náo loạn muốn chúng, khen mình chê người, tham lam, keo kiệt, canh ghét, giận hờn, tà kiến, hủy bóng Tam Bảo của lượng đó. Này con chỉ tâm sân cố thành khẩn quay đầu, mong được diệt trừ tội lỗi. Con người chúng sanh từ vô thủy đến nay thường bị nặng của công nghiệp xấu căn làm sinh mạng, nên không thấy được chư Phật, không biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, còn trong sanh tử không biết giới lý hay gì. Mặc dù ngay đã biết video con cùng chúng sanh đều bị tất cả phần nặng lần sinh mạng, giờ đây con bước trước thuộc các Địa Tạng mười phương chư Phật, còn vì tất cả chúng sanh quy mạng sám hối, nhưng vì nhân hộ khiến cho con và chúng sanh tự chứng tiêu diệt. Còn khi tất cả chúng sanh có pháp giới nguyện đoạn trừ ba chiếu quy mạng sám hối. Con cùng chúng sanh từ vô thủy đến nay do tham ái tính cách, trong lòng suy tính hạ nhân, ngoài lại thêm còn xấu, không biết thực hiện các thực hiện của người. Vì dù có ba nghiệp tạo ba nghiệp tổ chức, vì thế quan trọng như ác tâm lâm tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, che giấu lỗi lầm không muốn người biết, không sợ quả báo trong bất đạo, không có chút khổ thẹn, không nói hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tiên sau nhân quả sanh lòng vô thẹn, sanh tâm kiết sở ác đạo, phát lộ sanh hối đoạn tâm liên tục, phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, tinh cần sơ tánh ba nghiệp, sửa lỗi tội nặng trong quá khứ, tùy hỷ phần thánh nhiều trước kỳ nhỏ. Hiện mười phương chư Phật có đại phước huệ có thể cứu bậc cho con cùng tất cả chúng sanh, từ trong biển sanh từ vô tận đến bờ trong đức, từ vô thủy nay không biết tánh của các pháp của không tịch nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịch con vì chúng sanh cầu đạo bồ đề đoạn tu với điều thiện. Đoạn tất cả điều ác, di nguyện với Thầy Tam Bảo, Địa Tạng Bồ Tát, từng duy nhất họ nghe con sám hối. Con đệ tử Quy Túc với tâm sám hối, con và chúng sanh tự tánh thanh tịnh, nhất là cảnh giới đồng thể chư Phật. Nhưng do vô minh si ám không tập liên viên mới hiện ra cảnh giới Phật. Khi chúng con sanh tâm trước, chấp trước cái ta và bộ tâm không tập các pháp. Sau căn quan hiện tạm nhiều tổ chức, học pháp của mình bằng năng tinh giá, trí tuệ trí định trí thiên giới Phật, dẫn đến luân hồi của ải mãi không có ngày ra khỏi. Giả như muốn tu hành nhưng quá nhiều vi trước, hoặc bị mãi ma quấy nhiễu, hoặc gặp tà kiến không đủ trợ duyên quyết tâm không thành. Nay bậc Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát cứ nói lời an ủi mọi đám mê đen học, còn tại Âu Lo trong tâm con còn ai sám hối, nhưng nguyện mười phương chư đại từ tôn chứng tri huệ. Nay con sám hối không tạo lời nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sanh nhanh chóng điều diệt từ vô lượng kiếp đến nay. Thập ác tứ trọng, ngũ nghịch điên đảo, bị bắn tam bảo, tự giết sĩ đề. Tội tánh như vậy vốn là không tịch nhưng tự hư vòng bởi tâm điên đảo. Chẳng thực sự của định hướng chi về chức tắc. Nguyện tất cả chúng sanh mau chóng nào trừ bụng tâm, bệnh viện trừ tụ con. Con đệ tử Quy Túc chí tâm khuyến thịnh, nguyện hết thảy Bồ Tát trong người thương nếu chưa thành chánh giác, nguyện mong thành chánh giác. Nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế, nguyện chánh pháp luân không nhập hết lòng. Con đệ tử Quy Túc chí tâm khuyến thịnh, nguyện con và tất cả chúng sanh xa bỏ ráo tinh kiến thân đức kỷ. Đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các công đức trong ba đời hãy đều tinh kiến. Con đệ tử Quy Túc chí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, đồng với trí Phật để thành Niết Bàn. Con đệ tử Quy Túc chí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo Địa Tạng Bồ Tôn thương xót hộ trì cứu bậc điểm thế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, khắp cả đều sanh tịnh tiến. Con gặp các chướng ngại vĩnh viễn đoạn đời ma đạo và tri tà kiến. Con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội, hiện đời xa lìa sầu vi khổ não, cuộc sống sung túc. Tâm tự giới tâm rốt ráo thanh tịnh, hoa lại quán đạo chứng niệm thiền. Tâm và tổng trì thần thông phương tiện chứng nhiếp độ tất cả để tiến hành. Niệm hộ tự tâm nhất là cảnh giới bỏ thân khỏi thế này sanh lại Phật tiền. Đối diện Di Đà thân cần chư Phật được Phật thọ ký, trở lại cảnh quan của độ nghe đồng quy một cảnh. Tự vi Phật xin nguyện chúng sanh để theo đạo có lòng vô thượng. Tự vi Phật xin nguyện chúng sanh thấu rõ thân phạm trí huệ ngay thị. Tự quy tâm xin nguyện chúng sanh phóng huy đại chúng hết thảy vô ngại. Hòa năng thanh tịnh. Sam mô đi so ha.